Cafu tin Alexander Arnold sẽ giành quả bóng vàng. Cafu chia sẻ: "Tôi nghĩ Trent Alexander-Arnold là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Cậu ấy có tiềm năng lớn. Tôi thấy nhiều điểm tương đồng giữa cậu ấy và tôi. Tôi nhìn thấy bản năng Brazil trong lối chơi của Alexander-Arnold. Lời khuyên dành cho cậu ấy rất đơn giản, chỉ cần tiếp tục công việc như vài năm qua. Alexander-Arnold không nên đổi lối chơi. Ngay cả khi mắc sai lầm, cậu ấy cũng nên dũng cảm giữ cách đã." Khả năng tạt bóng siêu hạng của Alexander-Arnold và người chơi cánh đối diện Andrew Robertson giúp lối chơi Liverpool đa dạng. Mùa trước, hậu vệ phải người Anh có 12 kiến tạo ở ngoại hạng Anh. Mùa này, anh có 10 kiến tạo và thường xuyên có mặt bên phần sân đối phương để tìm khoảng trống. Thời còn chơi bóng, Cafu cũng chơi vị trí hậu vệ phải như Alexander-Arnold. Ông ca ngợi: "Tôi nghĩ Alexander-Arnold có đủ tố chất để đoạt quả bóng vàng. Ban tổ chức cũng nên thay đổi cách thức bình chọn danh hiệu này, nơi những cầu thủ tấn công luôn chiếm ưu thế." Cách đây 6 năm, Liverpool từng sản sinh một hậu vệ cánh giàu tiềm năng, Trent Flanagan. Cầu thủ này chơi tốt hai chân, đá được hai biên và cũng nhận lời khen có cánh từ Cafu. Cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành tuyển thủ người Anh vĩ đại trong tương lai. Flanagan có tốc độ, sức mạnh và quyết tâm. Cậu ấy nên đi theo con đường ấy như những gì tôi từng làm, ông nói. Tuy nhiên, Flanagan hiện trôi dạt về Rangers sau hai mùa được Liverpool cho Burnley và Porto mượn. Juventus đang lãng phí Paulo Dybala vì Ronaldo. Những thống kê đáng bàn được chỉ ra sau chiến thắng 2-0 của Juventus trước Brescia đều liên quan tới Cristiano Ronaldo và Paulo Dybala. Khi Cristiano Ronaldo không thi đấu, Dybala lập tức ghi bàn. Kịch bản này không hề mới. Chúng đã diễn ra trong 6 trận trong mùa giải này của Juventus trên mọi đấu trường. Dybala có tổng cộng 6 bàn, một kiến tạo và là nhân vật chính khi Ronaldo vắng mặt. Sự thiếu vắng Ronaldo cũng trực tiếp đưa cho Dybala cơ hội trước chấm số phạt. Lazoja không bỏ lỡ cơ hội này để cho thấy anh xứng đáng thế nào với chiếc áo số 10 với 2 bàn từ chấm đá phạt trực tiếp trong mùa giải. Trong gần 2 năm khoác áo Juventus, Ronaldo chưa một lần ghi bàn từ phương thức này. Những dữ kiện hệt như hai cục 500 trái dấu này buộc tất cả phải đặt ra câu hỏi: có thật sự Ronaldo đang khiến Juventus lãng phí tài năng của Dybala? Câu trả lời dĩ nhiên là có. Trên thực tế, ban lãnh đạo Juventus hiểu điều này hơn ai hết. Trong mùa giải cuối cùng được tự do tại Juventus, Dybala có tới 26 bàn và 7 đường kiến tạo sau 46 trận trên mọi đấu trường và là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu. Transfermarkt định giá Dybala lên tới 99 triệu bảng trong thời gian này. Khi Ronaldo xuất hiện tại sân Allianz, mọi thứ nhanh chóng đảo ngược. Dybala chỉ có vỏn vẹn 10 bàn cùng 2 kiến tạo trong mùa giải tiếp theo. Anh tụt giá mạnh khi có thời điểm rơi xuống mức 67,5 triệu bảng. Từ vị thế được Donny đóng giày cho vai trò huyền thoại tiếp theo trong lịch sử Juventus, Dybala bị đem ra làm món hàng bị quăng quật trên thị trường chuyển nhượng. Tiền đạo người Argentina suýt bị Juventus bán sang Tottenham, MU, thậm chí cả đại kình địch Inter Milan. Nếu không có sự cứng rắn từ chính Dybala trong các giây phút quyết định, tiền đạo này đã rời Juventus và Baramya sẽ không thể hiểu tiền đạo người Argentina có thể cứng rắn và mạnh mẽ đến mức nào. Dybala vốn không phải phương án A của huấn luyện viên Maurizio Sarri trên hàng công Juventus kể từ đầu mùa. Song cuộc khủng hoảng hàng công trong giai đoạn đầu buộc nhà cầm quân này phải thử mọi quân bài mà mình có. Dybala chớp được thời cơ để vụt lên với những bàn thắng quan trọng tại UEFA Champions League và Serie A. Giờ là giữa tháng 2, nhưng Dybala đã có 12 bàn, nhiều hơn cả mùa trước, và kiến tạo tới 11 lần cho các đồng đội dù anh chỉ chơi trung bình 61 phút một trận. Dẫu vậy, sự thăng tiến của Dybala không thể giúp anh so bì với Ronaldo. Bởi đơn giản, Cristiano Ronaldo đang cho thấy phong độ không tưởng trong mùa giải này với Juventus. Sau 29 trận trên mọi đấu trường, Ronaldo có 24 bàn. Trong 10 trận gần nhất tại Serie A, Cristiano Ronaldo ghi tới 15 bàn. Sự xuất sắc của Ronaldo đủ để làm lu mờ toàn bộ những nhân tố xung quanh anh. Dybala cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, huấn luyện viên Maurizio Sarri cũng đã rất cố gắng để ghép đôi Ronaldo và Dybala. Tuy nhiên, những nỗ lực chỉ cho thấy thành quả ít ỏi khi chỉ hai trong số những lần dọn cổ thành công bằng bóng sống của Dybala là cho Cristiano Ronaldo. Không ai còn lại gì phong cách chơi bóng của Ronaldo nữa. Anh cần nhiều không gian và cần cả những đồng đội mớm bóng để phát huy khả năng sang bàn. Dybala cũng là mẫu cầu thủ tấn công cần nhiều đất như Ronaldo để phát huy khả năng chơi bóng sáng tạo cùng kỹ năng dứt điểm đẳng cấp cao. Sự tương đồng về mặt cách chơi nhưng lệch nhau về vị trí, trung phong và tiền đạo lùi khiến những nỗ lực kết hợp hai ngôi sao này thực sự đi vào ngõ cụt. Một hàng công có Ronaldo và Dybala trên lý thuyết sẽ rất lý tưởng, nhưng thực tiễn chỉ cho thấy thất bại.
huấn luyện viên Sarri vẫn đang loay hoay tìm ra câu trả lời cho bài toán này. Và rõ ràng khi buộc phải chọn một người để lĩnh xướng hàng công trước khi tìm ra câu trả lời sau cùng, đó sẽ luôn là Ronaldo. Dybala càng chơi hay khi vắng Ronaldo, như 90 phút trước Brescia, càng khiến những người yêu mến ngôi sao này tiếc rẻ. Song với Juventus, họ rõ ràng không thể có phương án khác. Một rừng không thể có hai hổ, và khi có Ronaldo, mọi ngôi sao tấn công khác đều phải chấp nhận bị lãng phí. Caleb đoán Lazio đoạt Scudetto. Caleb nói với Rijsbox hôm 16 tháng 2: "Tôi đang cổ vũ cho Lazio vô địch Serie A. Một cựu cầu thủ Liverpool đang khoác áo đội bóng này là Lucas Leiva. Ngoài ra, Kiro Immobile cũng là trò cũ của tôi hồi ở Borussia Dortmund. Tôi lấy làm tiếc cho Maurizio Sarri và Antonio Conte, nhưng thực sự tôi tin Lazio sẽ mang tới bất ngờ lớn. Họ đang có một mùa bóng đáng kinh ngạc." Lazio hiện đứng nhì bảng, kém đội đầu bảng Juventus 1 điểm và hơn Inter xếp sau 2 điểm. Đội bóng thủ đô Rome hiện sở hữu chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới Immobile với 26 bàn. Lợi thế của Lazio so với hai đối thủ trong cuộc đua tam mã là họ chỉ còn hai đấu trường là Serie A và Europa League. Trong khi đó, cả Juventus lẫn Inter đều đã vào bán kết Cup Italy. Trong lịch sử, Lazio mới hai lần đoạt Scudetto vào năm 1974 và năm 2000. Lần lên ngôi gần nhất của đội bóng thủ đô diễn ra kịch tính. Đến cuối tháng 3 năm 2000, họ vẫn kém đội đầu bảng Juventus 9 điểm. Tuy nhiên, lão bà thua liền 3 trận trước AC Milan, Lazio và Verona, trong khi Lazio chỉ hòa 1 trận trước Fiorentina trong giai đoạn cuối mùa. Tới vòng cuối, Lazio vẫn kém Juventus 2 điểm, nhưng đội bóng áo sọc trắng đen tiếp tục sảy chân khi thua Perugia 0-1, còn Lazio thắng Regina 3-0 để vô địch nhờ 1 điểm nhiều hơn. Sếp Inter dằn mặt Barca vụ Lautaro Martin. Hiện tại, Martin được cho là một trong những mục tiêu hàng đầu của Barca vào hè năm 2020 nhằm thay thế Luis Suarez đã luống tuổi. Tuy nhiên, ở phát biểu mới nhất, ông Barrota nhấn mạnh ngôi sao người Argentina vẫn hạnh phúc tại Milan và phải đưa ra yêu cầu ra đi trước khi bất kỳ phi vụ nào diễn ra. Vị giám đốc điều hành 62 tuổi tuyên bố: "Những tin đồn liên quan đến Lautaro à, cậu ấy còn rất trẻ và đang tiếp tục trau dồi. Cậu ấy chỉ quan tâm tới việc khoác chiếc áo rực rỡ của Inter thôi. Câu lạc bộ này không có gì để ghen tị với các đội bóng khác. Các cầu thủ chỉ có thể rời đi nếu họ yêu cầu được ra đi." Martin gia nhập Inter năm 2018 từ Racing Club và hiện trở thành một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất đội bóng bên cạnh tân binh Romelu Lukaku. Mùa này, tiền đạo người Argentina đã ghi 16 bàn cho Inter trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Nerazzurri đứng thứ 3 ở Serie A 2019-2020. Hiện tại, Martin còn giao kèo 3 năm với Inter. Tuy nhiên, điều đó không đáng ngại với Barca bởi họ biết chân sút 22 tuổi này sở hữu điều khoản phá vỡ hợp đồng với mức giá chấp nhận được, đó là 111 triệu euro. Theo báo chí Tây Ban Nha, Barca sẵn sàng chi số tiền nêu trên để đưa Martin về Nou Camp hè này. Dù vậy, điều khoản phá vỡ hợp đồng của Martin chỉ có hiệu lực ở 2 tuần đầu tiên của tháng 7. Điều đó đồng nghĩa Barca phải rất nhanh tay và quyết đoán nếu không muốn ôm hận. Hàng hậu vẫn chưa được thử sức dù hàng phòng ngự Hasenvin rất tệ. Tối ngày 16 tháng 2, Hasenvin đối đầu VZ ở vòng 23 giải vô địch quốc gia Hà Lan 2019-2020. Văn hậu như thường lệ chỉ có tên trong đội hình dự bị của Hasenvin bởi huấn luyện viên Jason giữ nguyên bộ tứ vệ Van Zin, Rezevic, Batman và Franus. Cổ động viên Jaco Blohop từ Hà Lan bình luận: "Khi nào cổ động viên Việt Nam mới chịu hiểu văn hậu chỉ là bản hợp đồng thương mại? Tôi nghĩ tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra sẽ không tốt. Hãy cho chàng trai này cơ hội được ra sân." Bình luận của Blohop thu hút sự chú ý từ cổ động viên Việt Nam. Cổ động viên có tài khoản Bước Đường Cùng trả lời: "Này Blohop, ban đầu tôi nghĩ khác, nhưng thực tế như bạn nói. Dẫu vậy, hợp đồng thương mại này của Hasenvin đang thất bại, chỉ thành công trong việc kiếm tương tác trên mạng xã hội." Sau hiệp 1, Hasenvin bị dẫn trước 2 bàn nhưng kịp gỡ hòa 2-2. Huấn luyện viên Jason quyết định điều chỉnh hàng thủ, nhưng Lucas Wunderburg được tung vào sân thay vì Văn Hậu. Cổ động viên Đặng Thị Lượng bức xúc: "Văn Hậu vẫn chưa được thử sức dù hàng phòng ngự Hasenvin rất tệ. Hy vọng fan Việt Nam không đả kích vì những lời đó không làm Hasenvin thay đổi cách dùng người. Họ sẽ nhìn cổ động viên Việt Nam bằng cách khác."
Trong một tiếng, bài đăng của fanpage Herenveen nhận hơn 500 lượt bình luận, chiếm số đông là chỉ trích từ cổ động viên Việt Nam. Những cổ động viên Hà Lan cũng chán nản khi Herenveen thua thêm 2 bàn trong hiệp 2 và nhận thất bại chung cuộc 2-4 trước Vitesse. Cổ động viên Robin Bozek bức xúc: "Đây là sai lầm thứ bao nhiêu của hàng thủ Herenveen rồi, hãy nhìn lại đi Jason." Huấn luyện viên Foster lùi ngày trở lại Việt Nam vì lý do bất khả kháng. Trước Tết Nguyên đán Canh Tý, huấn luyện viên Foster đã trở về quê nhà nghỉ ngơi ít ngày và dự kiến sẽ trở lại Việt Nam để theo dõi trận siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Lịch ban đầu là ngày 7 tháng 2. Tuy nhiên, do những diễn biến khó lường của dịch viêm phổi gây ra bởi virus corona, các giải đấu thể thao của Việt Nam diễn ra trong tháng 2 đều bị tạm hoãn, đồng nghĩa với việc các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia cũng chưa thể được tổ chức. Cũng bởi vậy mà thời gian nghỉ tại Hàn Quốc của ông Park cũng có sự thay đổi theo diễn biến của các quyết định điều chỉnh lịch thi đấu. Trong thời gian nghỉ ngơi, VFF và huấn luyện viên Park vẫn có những trao đổi kế hoạch để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn tới. Cuối cùng, thông tin mới nhất cho biết huấn luyện viên Park sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 20 hoặc 22 tháng 2. Ông và các cộng sự sẽ có thời gian chuẩn bị, sau đó là quá trình dự khán và theo dõi các trận đấu để kiểm tra phong độ của từng tuyển thủ cũng như tìm kiếm những nhân tố mới. Theo thông báo, trận siêu cúp quốc gia 2019 thi đấu vào ngày 1 tháng 3 trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. V-League 2020 khai mạc ngày 7 tháng 3, sau đó đến ngày 14 tháng 3, giải hạng nhất cũng sẽ khởi tranh. Giải đấu bắt đầu muộn nhất sẽ là cúp quốc gia, khai mạc vào ngày 3 tháng 4. Trước đó, phía VBF và VFF cũng đã làm việc tính toán cẩn thận sao cho dù các giải đấu khởi tranh muộn hơn dự kiến, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới quá trình tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.